Rồi, em xin kính chào tất cả mọi người. Thì cái kênh này của em tạo ra đó là nhằm cái mục đích đó là mình giao lưu, chia sẻ, học hỏi về cái kinh nghiệm cũng như là kinh nghiệm trong lúc sử dụng là cái lúc nghe nhạc trên các cái thiết bị mà âm thanh cổ như là radio, cassette, CD hoặc là MD ha. Thì đầu clip em cũng xin nói rõ luôn là em không phải là tự cho mình hay mình giỏi hay là cái gì mà mình để mình lên đây mình khua môi múa mép để mình nói cái này cái kia nó lung tung, thì không phải là như vậy. Xin mọi người đừng có hiểu như vậy thì tội nghiệp em ha. Thì mục đích của em như em đã nói rồi đó, thì mình chỉ lên đây là mình chia sẻ, giao lưu, học hỏi với nhau để đúc kết được cái kinh nghiệm cho riêng mình, là tiếp thêm cái lửa đam mê này về chơi những cái thiết bị hay là những cái nguồn phát âm thanh cổ. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 8 ấy, lộn, ngày 5 tháng 3 năm 2030 20. Em xin lỗi mọi người nha, em bối rối quá cho nên là có lúng túng. Ngày mà cả nước mình đang chống dịch này kia rất là ráo riết á. Mọi người, mọi nhà tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ sức khỏe để không có dính vô cái dịch bệnh corona ha. Thì cái clip này nếu mà mọi người có cảm thấy mà có ý nghĩa thiết thực á trong cái lĩnh vực giải trí cũng như là có cái ý nghĩa trong mà cái vấn đề mà mình chơi âm thanh cổ á, thì mọi người đăng ký kênh giúp em á. Mọi người có thắc mắc gì hay là muốn làm gì thêm á thì mọi người cũng comment giúp giùm em luôn. Thì đây có gì nếu mà những cái trong nhà có những cái thiết bị gì có sẵn thì em sẽ làm cái đó để em cho mọi người. Còn nếu mà em không có thì cũng từ từ em làm sao. Tại vì em nói chung là em cũng đam mê cái những cái vấn đề mà chơi những cái thể loại mà âm thanh cổ này lắm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề băng cassette. Băng cassette thì nhiều người làm clip rồi, nhiều người nói về nó nhiều lắm rồi, rồi chế biến nó rồi nghịch nó như thế nào. Thì hôm nay thì em chỉ nói thêm những cái gì mà trước đó mấy bậc đàn anh nói trước rồi chỉ trước rồi kia thôi. Thì những cái gì mấy bậc đàn anh chưa chỉ hay chưa nói thì em sẽ nói thêm. Thì hôm nay nói về hai khía cạnh, một là giới thiệu về loại băng, băng nó có những cái loại nào, hai nữa là làm như thế nào để mà mình bảo quản được nó để xài được lâu hơn. Thì có nhiều người người ta nói là năm nay là năm 2020 rồi mà còn nghe cassette thì nó lại cổ xíu và lạc hậu quá, thì điều đó nó có đúng hay không? Thì nói chung là do quan niệm mọi người mà, người ta hay là bản thân em hay là một vài anh khác thì kia yêu thích cassette á, thì cảm thấy rất là tuyệt vời, có nhiều cái để mình nghiên cứu về nó lắm. Hoặc là như em, bản thân em á, ngày xưa nhà nghèo khổ lắm, đâu có điều kiện đâu mà chơi mấy cái này. Thì bây giờ kinh tế nó cũng gọi là ổn chứ không phải giàu có gì, ổn đủ ăn đủ mặc, thì mình hoài cổ lại là mình bắt đầu mình chơi, mình tìm hiểu, mình chuyên sâu về nó thì mới có cái clip ngày hôm nay. Thì trước tiên là em xin giới thiệu mọi người là băng phân biệt như thế nào. Thì băng nó có bốn loại, gọi là gọn nhanh và dễ hiểu nhất á, là băng tép 1, tép 2, tép 3, tép 4. Thì cái tép 1 của nó gọi là băng normal, tép 2 là băng chrome, tép 3 thì nó là FE chrome, nhưng Sony nó có loại là dual FE chrome nữa. Tép 4 là băng metal hay là metal, tùy theo mọi người gọi sao cho dễ hiểu ha. Thì trước mắt là em sẽ sẽ nói về cách phân biệt băng tép 1, tép 2, tép 3, tép 4 như thế này. Thì băng tép 1 á, băng tép 1 là băng, cứ gọi là băng normal, là băng bình thường. Thì nó khi mà mọi người bây giờ nhiều khi mấy anh chơi, mấy anh thấy người ta đổ đống người ta bán, ví dụ bán xô bán nguyên, để nguyên đống bán vậy đó, thì đây cũng là một cái chiêu để mình nhìn thấy băng. Ví dụ như mình nhìn vô mình thấy cuốn băng, ví dụ như trong đống đó 10 cuốn đi mà có tới ba ba bốn cuốn tép 2, rồi hai cuốn metal, rồi một một hai cuốn normal gì đó, thì mình coi cái giá trị mình mua, có khả năng là mình sẽ mua rất là hời đúng không? Nhưng mà cái người nào người ta bán, ta coi cái clip này của em xong thì người ta cũng rút kinh nghiệm luôn. Thì thôi, bây giờ thì em nói là tới 1, tới 2, tới 3, tới 4 vậy đó, nó cũng sẽ có một cái điểm chung như thế này. Đây, để em quay lại gần cái camera ha. Thì tép 1 thì nó không có một cái rãnh, cái khung rãnh nào hết.
nó chỉ có cái thìa, thì tép 1, tép 2, tép 3, tép 4 nó đều có cái thìa này. Nó điểm có một cái điểm chung như vậy á, là nếu mà cái thìa này mà bị bẻ gãy đi rồi thì mình không có, giống như kiểu mình chống xó, mình không có thu băng lại được nữa. Thì cái này ai cũng biết rồi ha. Thì lúc mà mình muốn ghi á thì mình lấy cái gì đó, mình lấy miếng keo quấn lại cho nó liền lạc cái chỗ này. Nói chung là cái khía cạnh này thôi nha, còn cái này là tự nhiên, ý em nói vậy đó. Lúc mà mình lỡ như cái cuốn băng mà góc với lấy cuốn băng mà bị bẻ cái thìa này đi rồi á, thì mình muốn ghi lại thì mình dán nó lại, lấy miếng băng keo hoặc lấy miếng giấy nhét cho là ok. Đó là cuốn tép 1. Thì tép 2 nó vẫn có cái thìa của tép 1 đây, thì nó có luôn một cái khung rỗng ở cái bên này để phân biệt nó là tép 2 ha. Rồi cuốn tép 3 thì em nói sau, cái tép 3 để một mình nó nói sau. Cuốn này là tép 1, tép 4 nè. Tép 4 thì nó lại có hai cái rãnh ở giữa này nữa. Đây, hai cái rãnh ở giữa. Thì nó ngoài cái nó giống như tép 2 là có rãnh ở đây và nó có thêm hai cái rãnh ở giữa. Cái đó là cái cách phân biệt là từ từ ví dụ như người ta bán, ta để nguyên đống như thế này. Đó, mình nhìn vô là mình biết liền để mình có mua mua hời hay là không, thì cái đó là do mình hên xui ha. Cái thứ hai, nếu mà người ai không coi thì ở trên này nó cũng vẫn có ghi ở đây là tép 1. À, đây à, tép 1 nó vẫn có ghi ha. Rồi đây nó ghi, ví dụ như cái này thì rất là dễ rồi, ví dụ như chung thể loại ES thì đây là ES1 ha, nó ghi tép 1, nhưng còn đây là ES2, là tép 2 ha. Nó vẫn ghi, nhưng mà nếu mà nó trùng cùng một thể loại như thế này thì nó quá đơn giản à, tép 2 ES2. Còn cái này là tép 4, tép 4 thì nó để metan ha. À, metan ở đây là tép 4 đó. Thì nó là như vậy, đó là cách phân biệt băng. Rồi cái này là tép 1, tép 2, tép 3, tép 4, và bây giờ em sẽ nói về của tép 3. Thì nói luôn giá trị thì tép 1 nó sẽ thấp hơn tép 2. Tép 2 thì nó giá trị nó lại thấp hơn tép 3 và tép 4. Thì đó là nó phân theo là 1, 2, 3, 4, thì càng cao thì giá nó càng cao, cái dĩ nhiên là không thể chối cãi được. Còn đây là cuốn tép 3 là F-Macrome. Thì cái cuốn này là mấy anh lớn chơi á hay nói là nó rất là, bây giờ nó rất là hiếm và nó rất là mắc tiền, thậm chí nó còn mắc tiền hơn cái cuốn tép 4. Thì ở cái thời điểm mà nó ra đời thì cuốn tép 3 này nó lại rẻ tiền hơn cái cuốn tép 4 là 30 ta đó. Nhưng mà có nhiều anh nói là do nó siêu hiếm, nó cho nên chính vì thế mà nó mắc, mà bản thân nó cũng mắc nữa. Thì nói chung mỗi người mỗi quan điểm, nhưng mà theo quan điểm của em và em tìm hiểu thì em biết nó là như thế này. Thay vì mình nói á, ví dụ như mình nói như thế này, ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu nè. Ví dụ như cuốn tép 1 á ha, thì nó cái chất lượng đi, mình đang nói cái chất lượng nó mang lại nè, cuốn tép 1 cái chất lượng mang lại, tại sao nó cái giá trị với nó lại rẻ hơn, thì nó như thế này. Ví dụ như cuốn tép 1 này chất lượng nó mang lại là 2, thì nhảy lên cuốn tép 2 thì cái chất lượng nó mang lại nó là 4, nó gấp đôi lên thì nó sẽ mắc tiền hơn. Nếu như đúng theo quy trình á thì cuốn tép 3 này á, nó mắc tiền hơn cuốn tép 2 thì nó phải nằm ở cái mức 8. Nhưng mà ngược lại không phải như vậy. Cuốn tép 3 này những cái gì mà nó mang lại nó chỉ ở mức 5 và 6 thôi, nó không có, nó chỉ có mà chất lượng nó chỉ nâng lên một tí nhẹ thôi, nó cũng không có nâng lên rõ rệt từ tép 1 lên tép 2. Thì nó chỉ nằm ở cái mức đó, mà cái giá trị lúc mà nó mới xuất xưởng á thì nó cao hơn quá nhiều. Đó, nó cao hơn tép 2 quá nhiều. Người ta đánh giá vô nó là chất lượng mang lại của nó không đáng với cái đồng tiền bỏ ra. Thì ở đây thêm một phần nữa, nó hiếm không phải là vì nó sản xuất cái phiên bản giới hạn hay là phiên bản số lượng trên thế giới mà nó mắc tiền, không phải vậy. Nhiều anh nói như vậy nhưng mà thực tế là vì tuổi đời của nó quá ngắn luôn đi. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy em có nói rồi, tại vì nó sản xuất ra không có được nổi trội nhưng mà giá trị bỏ ra là không xứng đáng. Cho nên từ đó vì sao nó bị khai tử, cái dòng đời, cái tuổi thọ của nó quá ngắn luôn, cho đến khi mà cái công metan này ra nè. Thì thay vì lý ra là từ tép 2 lên tép 3, là từ 4 lên 8, nhưng mà nó không làm được đến con tép 4 ra đời, thì con tép 4 này mang lại ý nghĩa đích thực đúng nghĩa là từ 4 lên 8 là cái con tép 4 này ha. Chính vì vậy mà con này trở nên bị khai tử, dòng đời của nó quá ngắn. Chính vì vậy mà ở trên thị trường bây giờ mình kiếm nó rất là ít, nó ít, thậm chí nó ít hơn nhiều so với tép 4 luôn, mà thậm chí bây giờ cái giá của nó có thể là mắc hơn tép metan, tép 4 nhiều, tại vì nó hiếm. Bất kỳ một cái anh nào chơi cách set á,
cũng muốn sở hữu sưu tầm được một con tép ba. Thì xin lỗi mọi người một cái là do cái con này em sưu tầm, em yêu thích băng cassette mà, những cái cuốn nào mà nguyên siêu á thì em không, em yêu thích lắm, cho nên là giờ là em không có khui nó ra mà để giới thiệu cho mọi người được. Thì cái đó để vấn đề sau này em sẽ nói riêng về nó và nói về cái vấn đề mà phát về đầu tư gì đó như thế nào. Có nhiều anh bây giờ nói là con tép 3 phải chọn cái máy đúng đầu tư của nó chơi mới được, đâu phải như vậy, nó hoàn toàn không chính xác như vậy đó. Rồi cái đó là con tép 1, tép 2, tép 3, tép 4 ha. Đây tép 4. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, bây giờ nói về cái vấn đề mà bảo quản băng như thế nào để cho nó được bền lâu dài. Có nhiều người có điều kiện kinh tế rất là thoải mái, người ta nói là ôi một đời ta ba đời nó, hư thì mình mua cuốn khác. Thì cái vấn đề đó nói ra thì có cái gì nữa đâu để mà nói, đúng không? Hư quăng vứt rồi mua cuốn khác, cái đó quá bình thường rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, nếu mà giờ cùng là 10 cuốn băng đó như thế mà tự nhiên tại sao người ta xài được 5 năm 10 năm, đại loại ví dụ như vậy, con tự nhiên mình xài được con năm đó là cái dấu chấm hỏi. Thì ở đây thì ở thời điểm hiện tại thì mua nó không phải là khó khăn gì lắm đâu, nó cũng rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà để làm sao mà mình đỡ mua nó nhiều, hoặc để mình sao mình sử dụng nó một cách lâu dài, thì hôm nay em chia sẻ một cách như thế này. Thì ngoài những cái việc mà rất là nhiều người chia sẻ là phải luôn để nó ở cái chỗ mà thoáng mát khô ráo nè, không có để cho nó chịu ánh nắng trực tiếp mặt như từ mặt trời nè, rồi đừng có để ngay cửa sổ mà là mưa gió tạt vô làm ướt sẽ làm ẩm mốc băng, thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ thêm một cái cách làm sao để mà mình bảo quản nó tốt hơn. Tại vì thông thường á, những cái người mà nghe băng cassette á thì họ đa phần là họ rất là yêu thích, đúng không? Họ thích nghe, nhưng mà họ lại quên một cái điều cơ bản mà từ trước tới giờ có thể là họ không biết, hoặc là có thể họ biết nhưng mà họ không có để ý vấn đề đó. Thì cái vấn đề này cũng không phải là hay hay giỏi gì, thì nó là cái vấn đề mình cặn kẽ tí xíu, mình tỉ mỉ tí xíu, mình tinh tế tí xíu là mình sẽ bảo quản được nó tốt hơn. Thì ở trên một cái cuốn băng bất kỳ ha, nó luôn luôn có một cái đoạn băng trắng như thế này đó, hai đầu luôn, hai mặt hai đầu, thì nó luôn luôn có một cái đoạn như thế này. Thì trong cái lúc mà mình nghe xong, ví dụ như mình nghe nửa cuốn như thế này này, mình nghe nửa cuốn hay một đoạn như thế này, thì cái người nghe băng á, thì người ta luôn luôn là người ta lúc mà người ta yên tĩnh, lúc người ta thật sự rảnh rỗi người ta nghe. Nhưng mà đến lúc mình nghe nửa cuốn như thế này thì mình bận việc gì đó, thì mình nhấn ra 1 phút 2 phút mình bấm cái nút tua đi hoặc trở về cho nó quay trở về cái cuốn mặt trắng như thế này. Thì tại sao như vậy? Thì ở Việt Nam mình cái thời tiết á, là nóng ẩm, thì thực tế mà nói nó là cái thời tiết nó quá thuận lợi để cho mà hư hỏng đồ. Ví dụ như bây giờ một người đi công tác lâu ngày, tuần lễ 10 ngày nửa tháng, thậm chí là 1 tháng ha, thì ví dụ như cái cuộn băng như thế này mình để trong con máy, có người thậm chí còn không lấy cuộn băng ra khỏi con máy nữa kìa. Nhưng mà bây giờ mình nói ví dụ như đã lấy cuộn băng ra khỏi máy, cất vô cái hộp như thế này luôn rồi, cất vô hộp cất luôn như thế này luôn rồi, nhưng mà cái cuốn băng đã như vậy nó vẫn không an toàn, thì một thời gian sau nó sẽ bị mo, nó mo theo cái chữ U như nè, nó mo lên hoặc là nó lõm xuống chữ U vậy, hoặc là nó mo theo chữ N như thế này, là cái sợi băng nó sẽ mo chứ nó không có được thẳng và đẹp đẽ như thế này đâu. Thì đó là một chuyện, đó là cái cuốn, nói về cái cuốn băng. Ví dụ mình đang để ở đoạn giữa là cái đoạn giữa này nó sẽ bị mo, cái băng nó không được phẳng, nó sẽ bị mo ha, nó mo lên là một chuyện. Một chuyện thứ hai nữa, với những cái người mà bận bịu công tác lâu ngày đi xa, thì khi mà mình bỏ lâu ngày mình về mình nghe, mình bỏ vô con máy, lúc đó ví dụ như dây cu ro nó bị ẩm, nó bị đứt, nó bị hư, hoặc là một cái lý do nào đó nó bị ẩm, trục cắp tăng hoặc bánh tì nó không khô quay, thì nó không kéo được thì băng nó không cuốn, thì lúc đó sẽ bị nhai băng, nó bị nhai băng. Ví dụ như mấy cuốn này nhai thì hiện tại bây giờ mình bỏ ha, bỏ đi mình mua cuốn khác. Nhưng mà ví dụ ở cái điều kiện bây giờ nói, nhiều khi có những cái cuốn mà mấy anh thích quá thì thích như cái cuốn này, cuốn này, hoặc là cái cuốn Metal Smarter này. Nếu mà cái cuốn Metal Smarter này nó để nằm ở giữa 20 băng này bên nhau bằng nhau á, nằm ở giữa, mà ở giữa này nó có một cái sự cố, đây băng em vẫn trả về cái sợi dây băng trắng ha,
thì nếu mà ở giữa nó nhai ở giữa cuốn đó thì có buồn không, có tiếc không? Buồn chứ, tiếc chứ. Nếu mà nói không là xạo, dối lòng ha. Thì chính vì cái chỗ đó, khi mà mình nghe xong nó đang nằm ở cái mức giữa giữa băng như này nè. Cái người mà nghe băng chuyên nghiệp, mà cái không có chuyên nghiệp hay không nữa, mà cái người khó tính, kỹ tính tí xíu nữa, không ai mà để cái cuốn băng như thế này cả. Khi mà ta nghe xong đó, người ta bấm lúc mà người ta bằng cái gì đây, người ta bấm tô phát một, chỉ cần 2 phút 3 phút thôi nó sẽ quay về cái mức băng trắng như thế này. Thì cái băng trắng, cái khúc băng trắng như thế này nó lại có hai cái điều lợi. Cái thứ nhất á là nếu như cái trường hợp hồi nãy mà em nói á, mà nó bỏ vô mà lỡ như nó có bị nhai băng thì nó cũng có nhai băng cái đoạn trắng này thôi, nó không có ảnh hưởng gì, đúng không? Hoặc giả là nó có bị đứt thì mình nói lại cũng nói ở cái khúc đầu, chứ không phải tự nhiên bây giờ ví dụ như cuộn băng này 90 phút nó bị nhai ở giữa, mình cắt nó ở giữa, nó cắt 45 phút, thành ra cuộn băng nó còn 45 phút thôi. Cho nên cái đoạn băng trắng này á, nó sinh ra mục đích của nó là như vậy, để mình bảo quản. Khi mà mình nghe không, mình nghe hết là mình tua nó về cái băng trắng này để bảo vệ sợi băng không bị hư gì hết. Nếu mà ví dụ bây giờ mình cái máy lâu ngày mình không nghe, mình đang ở băng trắng, nó kéo được khoảng chừng 30 giây hoặc 10 giây mình phát hiện ra liền, mình lấy ra nó bị đứt, thì mình chỉ cần cắt, mình nói lại thì nó chỉ mất có một đoạn ban đầu nhỏ thôi, chưa đầy 1 phút là biết liền. Như cái này cắt nối là một cái vấn đề rất là tiếc nuối, và thậm chí là nó còn cực khổ hơn nữa đó. Cái đó là cái cách mà mình bảo vệ sợi băng. Thêm một cách mình bảo vệ cuốn băng mình nó sẽ lâu hơn hơn, đó là như vậy. Rồi thì còn thêm một cái phần nữa là tại vì có anh kia ảnh ảnh nhắn tin, ảnh hỏi em, hỏi là ừ Duy à, mày sao cuốn băng của mày, cái cuốn băng mà anh em chơi cái reel reel mà reel làm như thế này á, thì gọi anh em gọi hay mấy mấy hôm nay là anh em hay gọi nó là reel fake fake đó, phát hàng nháy hàng giả, là hàng không phải hàng nó làm. Đây thì nói chung là hàng làm cái cuốn băng này với em á, thì nói chung là nó cũng rất là ok. Thì hồi lúc em mua chơi cái cuốn này thì em có mua thêm một cái năn nỉ cái người bán á, là tại vì em đoán trước cái hệ quả của con này, cho nên là em có năn nỉ cái người mà người ta bán cái băng cho em á, thì người ta có chia riêng cho em là cái bộ này nè. Thay vì cái cuốn băng người ta làm hoàn chỉnh như thế này người ta bán, thì người ta em năn nỉ người ta chia thêm là bốn cái vòng reel như thế này. Đây bốn cái để em tự làm, tại vì em đoán trước được cái mà cái lường trước được cái khả năng của nó. Cái khả năng ở đây em nói là cái khả năng là nó sẽ bị chày cái reel này, nó sẽ bị xước cái dòng reel này, cho nên là em đoán dự đoán trước rồi. Thì nếu mà mình nghe trên cái cuốn băng này á, nghe ở cái mức độ bình thường thì nó chả sao đâu. Thì nhưng mà mình bỏ vô những con máy jack lớn á, mình nghe thì bình thường cũng chả sao. Nhưng mà khi mà mình tua nhanh đi á, thì nãy như em đã nói rồi, thì đến lúc mà nghe ví dụ như nghe phân nửa bài như thế này, đúng không? Nó là phân phân nửa thời gian rồi, thì thôi theo thói quen em sẽ tua nó về cái mức độ băng trắng như thế này. Thì lúc tua nó sẽ bị chạy, tốc độ chạy cao nó sẽ chạy, và sẽ nói luôn là vì sao nó chạy. Và cái clip này thì nếu mà nói nữa thì nó dông dài lắm, nhưng mà nói sơ thôi. Tại vì nếu mà em sẽ làm một cái clip để làm sao cho nó không chạy nữa thì em sẽ nói rõ hơn. Thì thậm chí cuốn băng này là nó là thuộc dòng này nè, nhưng mà người lấy cái băng này thì em cũng mua mới luôn, nhưng mà em lỡ em lột ra mà em lúc đó em quên quên có quay clip nên thôi. Thì bây giờ cái để clip sau đi, có nghĩa là cái anh kia anh nhắn tin anh hỏi là tại sao cái cuốn băng này của em làm nó lại hay mà cái cuốn băng của ảnh làm nó lại không hay, thì nó lại liên quan tới cái chỗ này. Thì em nói luôn cho chính vì cái chỗ hồi nãy tại sao em giới thiệu là băng chất 1, chất 2, chất 3, chất 4 nó là như cái thìa này, đúng không? Nãy em có nói là nghe cái thìa này nè, đúng không? Thì bây giờ ví dụ như mà mình nghe trên cái con CD hoặc là DVD, thì lúc đó khi mình bỏ cái đĩa DVD vô con máy DVD thì nó nhận trên cái mặt đĩa. Khi mình bỏ vô cái đĩa, nó nhận như thế nào là đĩa CD, nó nhận như thế nào là đĩa VCD và như thế nào là MP3 và DVD. Nhưng mà băng cassette nó không có làm như vậy.
băng cassette nó không thể nào mà thông 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 minh đến nỗi mà nó nhận cái tín hiệu đó để nó phân biệt qua từ tính này, không có đâu. Thì ở trên những cái đầu đép mà nó gọi là tự động, nó nhận được băng test 1, test 2, test 3, test 4 hay không là do cái chỗ này. Chính vì cái chỗ hồi nãy mà em giới thiệu tại sao nó gọi là 1, 2, 3, 4 ha. Ví dụ ở đây nó có một cái thìa, một cái gọi là một cái tích kích hoạt á, là ở đây nó còn có một cái tích kích hoạt nữa là để nó nhận biết được là băng này có thu xóa lại được hay không trong hiện tại tức thì. Và ở kế bên nó có một cái tích nữa để kích hoạt là nó biết được là băng metan test 3 hay là test 4. Ví dụ như bây giờ ở đây nó còn một cái tích thì khi mà cái băng chỗ này lỗ hổng là cái tích nó chọt vô là nó sẽ kích hoạt lên, là nó sẽ tự hiểu được cái cuốn băng này là băng test 2. Thì ở đây nó có một cái tích ở đây nữa, nó là những cái con máy tự động ha. Nó có một cái tích ở đây nữa, khi mà cái tích này nó lọt qua cái khe này nó sẽ báo nhận biết, tự nhận nó là cuốn băng test 4. Thì cũng có nhiều anh như vậy mua cuốn băng giống như em như thế này nè, không hài lòng được cái sợi băng test 1. Cuốn này là cuốn Norman ha, Norman test 1 đó. Không hài lòng với cuốn băng này cho nên là mấy ảnh mới thay cái sợi băng ở bên trong này thành băng test 2 và băng metan. Nhưng mà anh lại quên mất một điều là băng con máy nó không, cái đầu từ nó không nhận được băng ở trên cái mặt này mà nó nhận trên cái này. Thì bây giờ anh thay cái test 2 hay là test 4 vô đây thì con máy tự động nó vẫn nhận là test 1 Norman bình thường. Thì khi mà anh thu vô mấy cái con máy đầu như là mấy con Tech V9000, V7000 hay là nói chung đại khái là những con tự động nhận diện băng á, thì bây giờ nó đã nhận diện băng. Ví dụ như mình đúc mặc dù cái ruột này, cái sợi băng này, cái lõi băng này nó là băng metal test 4 rồi, nhưng mà lúc mà mình bỏ vô máy nó vẫn nhận là test 1, cho dù cân chỉnh bias như test 4 đi chăng nữa là ngay từ đầu nó vẫn nhận là test 1 rồi, thì dĩ nhiên nó phải là sai tiếng thôi, sai độ méo hài đầu bias, nó sai hết, nó sai toàn tập luôn, mặc dù là mình chọn nó. Chỉ trừ khi thu cuốn này trên những cái con đét vu cổ nó không tự nhận băng á, thì ok lúc đó mình tự ép nó, mình cho nó nhận nó là test 4 mà mình chỉnh bias trên đó là ok xong. Chứ còn những con mà tự động như là V7000, V8000 ý là V7000, V9000 là sai tiếng ha. Cho nên á cái cuốn băng này em khuyên nếu mà mua về chơi mà thu để nghe á, tốt nhất là thu trên cuốn băng chính xác của nó. Ví dụ như muốn thu trên cuốn, muốn thay ruột test 4 để nguyên cái ruột test 4 này, có nghĩa là giống như vậy nè, mình để nguyên cuốn metal, mình để nguyên cuốn này mình bỏ vô máy mình thu, mình chỉnh bias mình thu xong xuôi hết rồi hãy tháo cái này ra và lúc đó hãy lắp cái reel này vô. Đó là một cách làm đúng, làm chính xác, nếu không là nó sẽ bị sai tiếng, độ méo hài tùm lum nó sai hết. Thì đó là như vậy, đó là vì sao anh đó gọi thỏ nói cuốn băng của mày tao nghe tao thấy được quá, mà sao cuốn băng tao thu vô tôi về tao làm tao thu nghe thấy mắc ói quá, do nó sai ha. Nó là như vậy rồi. Bây giờ thêm một cái phần nhỏ nữa, nói không có nói về kỹ thuật đầu từ rồi này kia, tại vì cái cuốn băng này do em nó điều chỉnh sẵn rồi. Chính vì cái chỗ hồi nãy là mình làm như thế này, mình trả nó về bảo vệ băng, mình trả nó về cái mặt băng trắng này như thế này để hết là bảo vệ băng ha, để bảo đứt đồ này kia hết. Ví dụ như bây giờ mình nói nãy là em chỉ nói đứt thôi, bây giờ mình nói nó bị không đứt nhưng mà nó bị nhai băng như thế này này, nó sẽ bị nhai băng như thế này, nhai băng mà nó quắn díu díu hết luôn như thế này. Sao không mọi người từ từ để nó thấy không, nó díu băng như thế này. Thì trong những cái con máy lớn á, trừ những cái con máy cầm tay như thế này, con máy cầm tay như thế này thì đầu từ nó không có được đầu tư nhiều, đầu từ nó rất là mềm thì nó sẽ rất là dễ bị mòn và sọc đầu từ. Nhưng mà nói đâu đó sọc và mòn đầu từ thì cũng không phải nói là nó do là kéo, có anh nói là mấy cái máy cassette cầm tay đó không thể nào mà kéo băng metal nổi. Thì nếu ví dụ như có một những con máy cầm tay như thế này nè, ở trên nó có ghi nó cho mình chạy băng metal luôn thì mình vẫn chạy bình thường, nó vẫn kéo vô tư, tại vì khi mà kéo băng metal là cái đầu từ nó đã làm chống mòn rồi. Thì có đầu từ chống mòn thì nó cũng có nhiều loại, có người gọi nó là siêu chống mòn luôn kìa, đầu từ kính. Nhưng mà nếu mà mình
nghe băng metal trên này cũng lý do không phải là sọc đầu từ là do mình nghe metal nhiều, mặc định là không thể nào mà mình lạm dụng mình nghe metal trên con này được rồi. Ví dụ như lâu lâu nghe một lần hoặc là không thể nghe nó tần suất như tới một tới hai, nhưng mà không phải lý do chính là như vậy. Mòn đầu từ, nước chảy đá còn mòn mà, cho nên là hồi nãy một phần em nói là kéo cuốn băng này về để cho nó phẳng, nó sang bị mòn đầu từ đúng không? Nước chảy đá còn mòn, chính vì cái chỗ này nó mới hư, nó mòn, nó sọc đầu từ này. Nhiều người ví dụ như nó chỉ nhai một đoạn này thôi, nó nhai một đoạn hoặc một gang tay hoặc hai gang tay thôi, thì trong cái khía cạnh nó chỉ là một phút mà, cũng tới một phút nữa, nhưng mà người ta nói là ừ thôi kệ, mình nghe cuốn băng nó có một phút nó bị tiếng nó bị sọc dưa, tiếng nó bị sai tiếng gì đó, nó không chính không có tiếng, hoặc thậm chí nó bị biến dạng tiếng luôn, hoàn toàn luôn, nó bị xì hay là nó bị ù lên gì đó, người ta nghĩ là thôi kệ nó, chỉ có 15 20 giây thôi không sao đâu kệ, thì cái chính cái chỗ băng nó đang sọc dưa này nè, nhăn nhó mớp giống như thế này nè, nó kéo qua lại theo thói quen như vậy, nó sẽ làm cho sọc đầu từ, mòn đầu từ là chính là nguyên nhân từ ở chỗ này. À, thì có thêm một nguyên nhân nữa, những cái cuốn băng như thế này á, tại sao người ta phân biệt ra là băng băng tốt chứ là băng không tốt? Lâu ngày ẩm bột từ trên băng là nó cũng sẽ bị, ví dụ như có những cái máy đang nghe bình thường, bỏ cuốn băng vô ngang họ nghe cái tiếng kỳ kỳ đục, nó hết hơi, giống như ca sĩ mà ho không nổi hay hát cái gì, nghĩa là bột từ này nó bị, nó không còn dính trên sợi băng nữa mà nó sẽ nó bị ẩm rồi nó kéo ra, xong rồi nó sẽ dính vô đầu từ, nó dính vô trục cấp tăng, nó dính vô bánh tì, thì nó sẽ làm sai tiếng. Và chính cái bột từ này nó cũng là, nó giống như giờ mấy anh cứ tưởng tượng mình lấy cát, những cái hạt cát mà mình để trên cái mặt mica như thế này nè, rồi mình lấy tay mình cạo qua cạo lại thì cái mặt này nó cũng sẽ tràn, thì nó là nguyên nhân. Thì chính vì vậy là mình, nếu mà mình chơi cassette mà mình giữ lâu mình sẽ tinh tế, chứ cái người mà chơi cái cassette mà kỹ tính không bao giờ người ta để cái cuốn băng như thế này đâu, tất cả đều trả về cái băng trắng này hết, cái trắng ban đầu cái này sẽ khó thấy, à, trả về hết để bảo vệ nó, đứt hay là bị cái gì thì nó chỉ bị ở ban đầu là mình xử lý được hết, đây trả về không hết. Thực tế ra ngoài đi cấp cứu ra hoặc là chữa cháy thì 1 phút đến 3 phút đồng hồ để trả một cuốn băng mà không có bất kỳ một cái vấn đề gì mà gấp trong 1 phút chứ 3 phút đó cả. Đó, thì lúc mà mình nghe nhạc mà mình nghe cái vấn đề mà nghe nhạc cổ thì lúc đó là mình rảnh, là mình muốn gọi là thẩm âm nhạc. Chứ còn nói về vấn đề mà giải trí bây giờ đúng thật sự YouTube em cũng nghe, nhưng mà đến lúc mình nghe mấy cái này thật sự là mình lúc đó là mình yên tĩnh rồi, mình để mình gọi là mình thưởng thức âm nhạc á, nó là mình hoài cổ về một thời nó đã từng, đại khái nó là như vậy đó. Thì ở trên đây là cái cách mà em chia sẻ là về vấn đề này, thì em cũng không có muốn làm mà tốn thời gian nhiều của mọi người, cho nên thôi em ngừng cái clip ở đây đi, 20 mấy phút rồi. Thì cái clip mà này đây giới thiệu sơ đây. À, lúc mà tua có con máy tua nhanh lắm cho nên là tua nó đã bị chạy rồi, cái riêu này nó bị chạy, nó chạy nó xấu, à, nó chạy đây ha. Bây giờ thì để làm sao mà để cho cái riêu này nó không chạy thì sẽ có một cái clip kế tiếp em sẽ chia sẻ cái cách để làm sao cho nó không chạy, em sẽ nói rõ hơn luôn ha. Rồi thì em xin kết thúc và tạm dừng clip ở đây, thì mong là mọi người cảm thấy có ý nghĩa thiết thực thì cũng như là đăng ký kênh, nếu mà ưu ái hơn cho em nữa thì like và chia sẻ giúp em. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Xin chào tạm biệt.